VNG, một công ty lớn ở Việt Nam mới đây đã có thông báo dự kiến niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ. Sau vụ nổ lớn VinFast thì VNG có tiếp đà đưa doanh nghiệp Việt Nam vươn tầm thế giới không? Hãy cùng bầy cá mập tìm hiểu thêm trong video sau đây. Vị thế của VNG. VNG được thành lập vào năm 2004, tên ban đầu là Công ty Cổ phần Trò chơi Vina, Vina Game, vốn điều lệ 15 tỷ đồng. Vốn điều lệ của công ty này hiện đạt hơn 287 tỷ đồng sau khi vừa hủy hơn 7,1 triệu cổ phiếu quỹ. VNG giờ đã trở thành công ty công nghệ và Internet hàng đầu của nước ta và có một hệ sinh thái những sản phẩm công nghệ đa dạng và phong phú, có thể đáp ứng đủ những nhu cầu và có thể xây dựng được lòng tin vững chãi với hơn 100 triệu khách hàng ngoài nước và trong nước. Hiện nay, công ty này đang tập trung để phát triển 4 nhóm sản phẩm chiến lược nhất bao gồm nền tảng kết nối như Zalo, Zing và phương thức thanh toán điện tử Zalo Pay cũng như dịch vụ điện toán đám mây như VNG Cloud và game là công ty Vina Game. Với việc là một công ty công nghệ hàng đầu thì không thể không có khát vọng vươn tầm thế giới, nâng cao năng lực phát triển, cạnh tranh với những công ty công nghệ lớn trên thế giới, thu hút nguồn vốn dồi dào từ nhà đầu tư nước ngoài. Với việc VinFast của Vingroup đã niêm yết thành công trên sàn Nasdaq của Mỹ, VNG cũng kỳ vọng có thể IPO tại thị trường tài chính lớn nhất thế giới này. Sáng ngày 24 tháng 8, công ty cổ phần VNG, mã chứng khoán VNZ, công bố VNG Limited cổ đông lớn của VNG đã chính thức nộp hồ sơ đăng ký theo mẫu F1 lên Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ, SEC. Theo đó, VNG Limited dự kiến sẽ chào bán ra công chúng IPO, cổ phiếu phổ thông loại A tại sàn chứng khoán Nasdaq Global Select Market với mã giao dịch VNG. Các nhà bảo lãnh phát hành cho đợt IPO này bao gồm Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley và Co. LLC, UBS Security LLC và BofA Security Inc. Theo thông báo, quy mô giao dịch và khoảng giá chào bán hiện chưa được xác định. Hồ sơ đăng ký theo mẫu F1 sẽ còn tiếp tục được điều chỉnh và chưa được Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ công bố hiệu lực. Việc nộp hồ sơ IPO trên sàn chứng khoán Mỹ đã được công ty VNG công bố khá lâu. Từ năm 2017, công ty này đã ký kết một biên bản ghi nhớ về việc niêm yết trên Nasdaq ở Mỹ. Quyết tâm niêm yết Mỹ với nền tảng cổ đông vững chắc. Trong hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán Mỹ, VNG Limited cổ đông lớn nhất, pháp nhân kiểm soát VNG vừa nêu danh tính cổ đông ngoại Tencent, ANT Group. VNG vừa thông báo VNG Limited đã nộp hồ sơ đăng ký theo mẫu F1 lên Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ, SEC. VNG Limited, cổ đông lớn nhất của VNG, dự kiến chào bán ra công chúng IPO, cổ phiếu phổ thông loại A tại sàn chứng khoán Nasdaq Global Select Market với mã giao dịch VNG. Hồ sơ này cho biết VNG Limited nắm 49% cổ phần trực tiếp trong VNG Corporation, được mua lại từ những cổ đông nước ngoài. Tuy nhiên, công ty này đánh giá rằng, dựa trên phần sở hữu và các yếu tố khác như độ phân tán, lịch sử biểu quyết của số cổ phần còn lại tại VNG Corporation, VNG Limited sẽ có quyền kiểm soát về mặt kinh tế với pháp nhân tại Việt Nam ngay trước khi bắt đầu IPO. VNG Limited đồng thời cũng đã có thỏa thuận và có quyền kiểm soát với công ty công nghệ Big cổ đông lớn thứ hai tại VNG. Sau khi hoàn tất IPO, theo hồ sơ gửi SEC, cơ cấu cổ đông dự kiến sau IPO tại công ty kiểm soát VNG có sự xuất hiện một loạt tập đoàn lớn, trong đó có Tencent, ANT Group và GIC Quỹ Đầu tư của Chính phủ Singapore. Cổ phiếu lưu hành của VNG Limited chia làm hai loại là cổ phiếu phổ thông loại A, Class A và cổ phiếu phổ thông loại B, Class B. Trong đó, một cổ phiếu loại B tương ứng với 10 quyền biểu quyết, trong khi một cổ phiếu loại A chỉ tương ứng với một quyền biểu quyết. Hai loại cổ phiếu này được phát hành cho hai nhóm cổ đông riêng biệt là các cổ đông nước ngoài và ban lãnh đạo của VNG. Hai cổ đông sáng lập của VNG là ông Lê Hồng Minh và ông Vương Quang Khải sở hữu lần lượt 12,6 và 1,68 triệu cổ phiếu loại B, tương ứng với tỷ lệ quyền biểu quyết tại VNG Limited là 45% và 6%. Hồ sơ cho biết, ông Minh và ông Khải được xác định là một nhóm cổ đông với tổng sở hữu 51% và giữ quyền chi phối VNG Limited. Trong khi đó, Tencent là cổ đông ngoại lớn nhất sở hữu hơn 65 triệu cổ phiếu loại A, tương ứng quyền biểu quyết là 23%. Sở hữu của Tencent gồm hơn 43 triệu cổ phiếu của Tenasu Bunzok Holding Limited, 14,5 triệu cổ phiếu Prosperu Prince Enterprises Limited và hơn 7,5 triệu cổ phiếu sẽ phát hành sau khi hoàn tất IPO. Tenasu Bunzok và Prosperu Prince Enterprises là hai công ty cùng đăng ký hoạt động tại thiên đường thuế British Virgin Islands, từng xuất hiện trong danh sách cổ đông lớn tại VNG năm 2018. Theo hồ sơ gửi SEC, VNG Limited cho biết cả hai công ty này đều thuộc quyền kiểm soát của Tencent Holding. Thông qua Game Vesper Zivit và ANT Group từng thuộc sở hữu của Jack Ma, thông qua ANT International Technologies, sở hữu lần lượt 15,2 và 7,77 triệu cổ phiếu loại A, tương ứng 5,4% và 2,8% quyền biểu quyết tại VNG Limited. Seleta Investment sở hữu 3,4%. Theo Newzoo, một công ty chuyên nghiên cứu thị trường game, VNG hiện là nhà phát hành game dẫn đầu thị trường Việt Nam, đồng thời sở hữu Zalo ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất Việt Nam với hơn 75 triệu người dùng hoạt động hàng tháng và một số ứng dụng khác.
đầu năm 2023, cổ phiếu VNG được đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom, VNZ khởi điểm với mức giá tham chiếu 240.000 đồng trong phiên giao dịch đầu tiên vào đầu tháng 1. Sau đó, cổ phiếu này nhanh chóng trở thành mã có thị giá cao nhất thị trường chứng khoán với chuỗi phiên tăng trần liên tiếp, khớp lệnh chỉ 100 cổ phiếu. Có thời điểm, thị giá cổ phiếu của VNG vượt 1,2 triệu đồng. Tuy nhiên, áp lực chốt lời sau đó khiến VNZ lùi về dưới ngưỡng 1 triệu đồng. Một tháng gần đây, mã này tăng giá hơn 50%. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch bình quân vẫn chỉ khoảng 2.500 cổ phiếu mỗi phiên. Hoạt động kinh doanh. Nửa đầu năm nay, VNG đạt doanh thu hơn 4.000 tỷ đồng và lãi trước thuế gần 50 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh chính của VNG gồm trò chơi trực tuyến, nền tảng kết nối, thanh toán và tài chính, dịch vụ đám mây. Công ty cũng hoạt động tại Hồng Kông, Thái Lan, Singapore, Philippines, Myanmar, Đài Loan, Indonesia. Mảng hoạt động mang lại nhiều doanh thu nhất cho VNG là dịch vụ trò chơi trực tuyến, chiếm khoảng 70-80% tổng doanh thu những năm gần đây. Mặc dù có doanh thu cực kỳ lớn, nhưng với đặc thù là một công ty công nghệ luôn luôn phải đầu tư vào những công nghệ mới. Những mảng kinh doanh đốt tiền như ví điện tử Zalo Pay, các mảng trí tuệ nhân tạo nên việc có những năm kinh doanh thua lỗ là điều hoàn toàn bình thường đối với những doanh nghiệp cần phải có yếu tố tiên phong dẫn đầu trong lĩnh vực này. Điều này cũng khá tương đồng với VinFast và việc VinFast tạo tiếng vang cực kỳ lớn trên thị trường Mỹ với việc cổ phiếu tăng đến gấp 3 lần so với mức giá chào sàn sau ngày giao dịch 25 tháng 8 với mức giá đóng cửa 68.77 đô la Mỹ trên một cổ phiếu. Mức biến động này vượt ngoài kỳ vọng của rất nhiều nhà đầu tư cả trong nước và ngoài nước. Vậy liệu VNG có thể tái lập những gì VinFast đã làm được trên đất Mỹ? Chúng ta sẽ cần có thời gian để trả lời câu hỏi này. Hy vọng rằng Bầy Cá Mập đã mang tới bạn những chia sẻ hấp dẫn không thể bỏ qua. Cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên nhấn nút đăng ký ở bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!